Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hey, xin chào bạn đến với kênh CD Hay Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình. Thì chủ đề hôm nay mình sẽ cùng bạn tìm hiểu đó là về cái cách đặt video theo xu hướng làm như thế nào để tránh bị vàng tiền. Thì gần đây thì mình mới đăng ba cái video làm về cái tin tức đang rất nhiều người quan tâm và có những cái tiêu đề này nó không hợp lý, do đó tất cả cái video đều bị vàng tiền. Thì qua video này mình muốn chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm của mình làm như thế nào để có thể tránh cái trường hợp bị vàng tiền thế này. Bởi vì một cái video các bạn đăng lên nếu như bị vàng tiền thì các bạn sẽ không có bất kỳ một doanh thu nào trên cái video đó, thì rất đáng tiếc. Có thể cái video đó các bạn làm rất hay bởi vì nó bị vi phạm về cái tiêu đề. Cái tiêu đề nó chứa những cái từ mà YouTube đang cấm và đang đưa vào danh sách không hiển thị quảng cáo hoặc là hạn chế quảng cáo. Nếu như bạn đặt tiêu đề như vậy hoặc là cái hình ảnh đại diện cái video các bạn nó cũng liên quan đến cái chủ đề đó, hoặc là nó có những cái từ ngữ nó liên quan đến những cái từ khóa mà bị hạn chế đó, thì cái video các bạn rất dễ bị vàng tiền. Và ba cái video mới nhất mình đã làm về chủ đề đang rất hot, đó là về cái dịch bệnh ha, dịch bệnh ở Vũ Hán, và cái thứ hai là về vụ án ở Củ Chi, về bắt tội phạm ở Củ Chi. Thì mình đây là ba cái video đó, và các bạn có thấy gì khác biệt không? Thật ra thì cái video này lúc đầu mình đặt một cái tiêu đề khác và ảnh đại diện cái vụ việc bắt tội phạm này, và mình đăng lên và mình bị vàng tiền luôn, và mình đã đổi một chút mà nó được vàng xanh tiền như thế này, rất là hay. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ cái thủ thuật nhỏ này cho các bạn, hy vọng rằng những bạn nào đang làm video theo xu hướng và bị cái tình huống này thì các bạn cũng biết tránh ha. Thì đầu tiên, trước khi mình hướng dẫn các bạn cách chuyển từ vàng tiền sang xanh tiền, thì các bạn lưu ý cho mình một cái video nó bị vàng tiền khi các bạn nhớ nè, tiêu đề và ảnh đại diện và những cái thẻ tắt á, nó chứa những cái từ khóa, những cái tiêu đề mà bị hạn chế, các bạn nhớ nha. Cho dù cái nội dung bên trong các bạn làm không vi phạm gì hết, thậm chí các bạn cũng không quay hiện trường, không quay những cái sản phẩm đó luôn, các bạn quay mặt các bạn nói vẫn bị vàng tiền như thường ha. Đây là cái minh chứng rất rõ về cái video mình đã từng làm về cái khẩu trang này. Mình tự nói luôn, đâu có quay cái gì vi phạm đâu, đúng không? Nội dung thì rất là bình thường nhưng nó vẫn không phù hợp hầu hết nhà quảng cáo. Bởi vì sao các bạn biết không? Thứ nhất là tiêu đề nó chứa những cái từ khóa rất là nhạy cảm này. Thứ hai là ảnh đại diện nó cũng có những cái hình ảnh ảnh hưởng trực tiếp đến lại cái từ khóa đó, nên nó bị vàng tiền. Rồi tiếp theo mình sẽ demo trên cái video này ha. Cái video này lúc đầu mình đặt tiêu đề khác và bây giờ mình đã đổi cái tiêu đề khác. Để mình sẽ mở cái video đó cho các bạn thấy ha. Mình đăng 2 ngày trước. Mình sẽ phân tích cho các bạn ha. Bạn đợi xíu nha. Đây. Đây các bạn thấy ha. Thẻ tắt mình đã xóa hết tất cả các thẻ liên quan đến cái tiêu đề cũ. Cái video này lúc đầu mình đặt tiêu đề liên quan trực tiếp đến cái vụ việc Củ Chi, về việc bắt tội phạm ở Củ Chi. Thì những cái từ khóa thẻ tắt này mình cũng đặt như vậy, mình lấy những cái từ khóa người ta quan tâm về cái chủ đề đó và mình bị vàng tiền luôn. Và cái video này cũng không có gì đặc biệt hết, mình chỉ review, mình nói về cái tin tức đó thôi nhưng vẫn bị vàng tiền. Do đó mình chia sẻ nhỏ với các bạn, khi các bạn bị vàng tiền các bạn hãy bình tĩnh ha. Nhiều bạn không có kinh nghiệm đó, các bạn hay xóa cái video đó đi luôn thì rất đáng tiếc. Các bạn hãy làm những bước này nha. Thứ nhất là các bạn hãy kiểm tra nội dung video nha. Kiểm tra nội dung video xem nó có những cái hình ảnh, những cái đoạn video nào nó không phù hợp, nó không phù hợp với nhà quảng cáo, các bạn hãy cắt nhỏ, cắt bỏ cái đoạn đó đi ha. Nếu như cái video các bạn tự quay luôn thì an toàn rồi, các bạn sẽ không phải làm bước đó. Thứ hai nữa, hãy đổi tiêu đề, ảnh đại diện, thẻ tắt ngay lập tức. Thì chỉ trong vòng 30 phút cho tới 1 tiếng thì cái video của bạn nó được xanh tiền lại như mình nè. Đó thì các bạn thấy ha. Còn những cái video này có thể các bạn tắt
cái tính năng kiếm tiền đi, các bạn chỉ để kéo view và tăng lượt tương tác cho kênh, cũng như là có thêm nhiều người đăng ký kênh nếu như cái video này các bạn làm hay và họ thích. Còn cái video nào các bạn muốn hiện quảng cáo thì đầu tiên các bạn có thể đăng, các bạn để tiêu đề kiểu như là từ khóa liên quan trực tiếp đến cái vụ việc đó, đến cái sự kiện đó, và hình ảnh cũng vậy. Thì khi các bạn để lên, chắc chắn các bạn sẽ bị xanh, các bạn sẽ bị vàng tiền như thế này. Thì các bạn cứ để lên khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì các bạn có một lượt view ổn định rồi, thì các bạn hãy đổi cái tiêu đề lại giống như mình nè, đổi tiêu đề, đổi hình ảnh, bỏ hết thẻ tắt cũ thì nó lại xanh tiền trở lại. Và nếu như may mắn thì cái video này các bạn lại được đề xuất, nếu như trong thời gian ngắn cái video này được nhiều người xem ở cái tiêu đề cũ các bạn đã đặt ha, thì các bạn có thể được đề xuất và cái video này hiển nhiên các bạn được kiếm tiền bình thường, không bị vàng tiền gì hết, bởi vì nó đâu có vi phạm gì đâu. Nội dung là các bạn tự quay nè, tiêu đề cũng hợp lý, ảnh đại diện cũng hợp lý và thẻ tắt cũng hợp lý luôn. Đó, đó là cái kinh nghiệm nhỏ mình muốn chia sẻ cho các bạn trong cái video này. Hy vọng rằng những bạn nào thích làm video theo xu hướng và cũng đang tìm tòi cách làm video theo xu hướng mà cứ bị vàng tiền hoài, đâm ra các bạn sẽ nản, thì hy vọng cái video này sẽ là một cái kiến thức nhỏ giúp cho các bạn tự tin hơn trong cái việc làm những cái video theo xu hướng như vậy nha. Ok, thì trên đây là toàn bộ cái nội dung chính mình chia sẻ cho bạn. Nếu như các bạn có suy nghĩ gì về cái nội dung này có thể comment bên dưới video này. Và nếu như bạn thấy video này hữu ích, hãy like cũng như nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình để đón xem clip tiếp theo về hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình nha. Và chúc bạn thành công, và nếu như làm video theo xu hướng thì thứ nhất, bật được kiếm tiền, hiện được nhiều quảng cáo và được nhiều người xem trên đó. Xin chào!